Ung thư đang trở thành gánh nặng lớn tại các quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, thống kê gần đây của Bệnh viện K cho thấy, mỗi năm có hơn 126.000 ca mắc mới và khoảng 94.000 người tử vong. Gánh nặng ung thư ngày càng gia tăng trên phạm vi cả nước và đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội. Bệnh viện K khuyến cáo, người dân tham gia khám tầm soát phát hiện sớm một số bệnh ung thư. Tuy nhiên, hiện phần lớn người bị bệnh ung thư đến khám và điều trị ở giai đoạn muộn, nên việc điều trị càng khó khăn và tốn kém. Trong khi đó, theo thống kê của WHO, số ca mắc mới ung thư tại Việt Nam không ngừng tăng. Từ 68.000 ca năm 2000 lên 126.000 ca năm 2010. Năm 2018, số ca mắc mới tăng lên gần 165.000 ca trên 96,5 triệu dân, trong đó gần 70% trường hợp tử vong, tương đương 115.000 ca. Nhìn tổng quan trên bản đồ ung thư thế giới, tỷ lệ mắc của Việt Nam không cao. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong tương đối lớn, xếp vị trí 56 trên 185 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tỷ lệ 104,4 trên 100.000 dân. Vào năm 2016, tỷ lệ tử vong của Việt Nam ở mức 110 trên 100.000 dân. Tính chung cả hai giới, 5 loại ung thư có tỷ lệ mắc nhiều nhất tại Việt Nam, gồm có ung thư gan hơn 25.000 ca, chiếm 15,4%. Kế đó là ung thư phổi 14,4%, ung thư dạ dày 10,6%, ung thư vú, ung thư đại tràng. Một là cái bệnh gọi là bệnh không lây nhiễm, và thứ hai là cái nhóm bệnh lây nhiễm. Thì nhiễm trùng cấp tính nó thuộc về cái nhóm bệnh lây nhiễm, thì nó có nguyên nhân của nó. Nhóm bệnh không lây nhiễm gồm nó ung thư, bệnh tim mạch, bệnh rối loạn nội tiết như béo phì hoặc tiểu đường v.v. Nó thuộc cái nhóm bệnh không lây nhiễm, thì nó có những cái nhóm nguyên nhân khác của nó. Chứ chúng ta không thể lẫn lộn hai cái này vào nhau. Nhiễm trùng cấp tính là những cái bệnh mà thể hiện ra ngay và chúng ta điều trị thông thường ngay. Nếu và ngày nay những cái bệnh nhiễm trùng cấp tính ý gây chết người càng ngày càng ít. Mặc dù vẫn còn một số bệnh nhưng mà cái tỷ lệ gây tử vong cũng ít thôi. Thí dụ như bệnh tả là bệnh nhiễm trùng cấp tính, bệnh lị bệnh cũng là một cái bệnh nhiễm trùng cấp tính, phải không ạ? Hay là những cái bệnh truyền nhiễm khác như sởi, ho gà, lao hoặc là các cái bệnh đậu mùa vân vân. Ngày xưa thì chết người vì những bệnh này nhiều lắm. Stress cũng là một cái loại nhiễm trùng. Thế nhưng mà bây giờ những cái bệnh nhiễm trùng khi mà khoa học hay cái nền y tế của chúng ta phát triển có thể ngăn cản được, có thể hạn chế được, dự phòng được, thì cái nguyên nhân gây tử vong hiện nay lại chủ yếu lại là những cái bệnh như ung thư, tim mạch hay là những cái rối loạn nội tiết khác. Theo các bác sĩ, ung thư vốn dĩ là căn bệnh có thể mắc ở mọi lứa tuổi, bao gồm cả người già lẫn người trẻ. Trong đó, một số mặt bệnh thường mắc ở đối tượng người già như dạ dày, gan, phổi, trực tràng. Ngược lại, một số bệnh khác được ghi nhận nhiều hơn ở người trẻ như ung thư máu, bạch cầu, hạch. Số người mắc bệnh ung thư cao nhất trên thế giới vẫn ở độ tuổi từ 50 đến 60. Về nguyên nhân gây bệnh, các bác sĩ cho biết ung thư ở người già vẫn được ghi nhận nhiều hơn do nằm trong quy luật sinh, lão, bệnh, tử. Con người càng sống lâu, thời gian tiếp xúc với các yếu tố gây bệnh ngày càng nhiều, bao gồm các chất ô nhiễm độc hại, càng lâu càng tích tụ nhiều. Nguyên nhân thứ hai là trong cơ thể chúng ta luôn diễn ra quá trình tự đào thải và tạo mới các tế bào. Những chu kỳ này càng diễn ra nhiều theo thời gian, sai sót đột biến tế bào càng nhiều, chính là yếu tố gây nên các bệnh lý về ung thư. Tuy nhiên, bên cạnh những nguyên nhân trên, thì hút thuốc lá nhiều và chế độ dinh dưỡng không hợp lý là hai nhóm nguyên nhân hàng đầu gây ung thư. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, các nhà nghiên cứu dịch tễ học, người ta đã xác định được những cái nguyên nhân liên quan đến bệnh ung thư. Trong đó có
nếu có thể nói là chia ra làm ba cái đường chính. Cái đường thứ nhất là ăn uống qua đường ăn uống rồi hít thở nó vào cơ thể thì nó sẽ gây ra bệnh ung thư. Thế trước tiên phải nói là tại sao lại con người lại bị ung thư? Thì cơ thể con người ta cấu tạo bởi hàng tỷ các tế bào. Cái gì đánh vào tế bào làm rối loạn cái chức năng sinh sản của tế bào thì đều có thể sinh ra ung thư. Tại vì tế bào chính là những cái đơn vị nhỏ nhất của cuộc sống, nó lại sinh ra các tế bào con để cho cơ thể mình tồn tại và phát triển. Thế thì cái gì làm đảo lộn, làm thay đổi cái tế bào đi thì nó sinh ra các cái tế bào con gọi là tế bào lạ và hay là tế bào ác tính, tức là ung thư. Thế thì những cái gì đánh vào tế bào? Thứ nhất là đường ăn uống hít thở. Thứ hai là các cái chất độc có trong tự nhiên cũng có thể đánh vào tế bào. Thí dụ như tia tử ngoại của ánh sáng mặt trời chẳng hạn, hay tia phóng xạ, tia bức xạ chẳng hạn, hoặc là do con người gây ra như là các cái vụ nổ nguyên tử, như cái bom nguyên tử ở Nhật Bản, hay là một tai nạn về nhà máy điện nguyên tử Chernobyl vân vân, nó đều là gây ra một cái ung thư ồ ạt tăng lên trong một giai đoạn cấp. Hoặc là những cái độc hại khác do hóa chất, do môi trường, bên các cái yếu tố tự nhiên. Và cái nguồn thứ ba đó là các cái siêu vi khuẩn, siêu vi trùng hay là các cái vi sinh vật nhỏ. Đấy. Thì ba cái đường chính. Thế ngoài ra còn có thể có những cái yếu tố khác nó tác động vào nữa. Thí dụ như là tuổi tác càng cao thì cái khả năng gây đột biến tế bào càng nhiều, bệnh ung thư càng tăng. Hay là địa lý ở mỗi vùng có những cái khác nhau, nó có thể gây ra một số loại ung thư khác nhau. Hay là giới tính khác nhau cũng có thể gây ra một số các cái ung thư đặc biệt khác nhau, ở giới tính này mà không có mà ở giới tính kia có. Hoặc là còn một điều nữa là về vấn đề rèn luyện của mỗi người khác nhau, cái sức đề kháng của mỗi người khác nhau thì cũng có thể ảnh hưởng đến cái mức độ ung thư. Đặc biệt, chế độ ăn uống không hợp lý và ô nhiễm thực phẩm chiếm khoảng 35% trong số các nguyên nhân gây bệnh ung thư. Trong đó, chế độ ăn nhiều thịt, mỡ động vật, ít rau quả làm tăng nguy cơ mắc ung thư trực tràng và ung thư vú. Bên cạnh đó, các chất bảo quản thực phẩm, nhuộm màu thực phẩm có nguồn gốc hóa học, các chất trung gian chuyển và sinh ra từ thực phẩm nấm mốc, lên men như cà, dưa muối, gây ra nhiều loại ung thư đường tiêu hóa như dạ dày, gan, đại tràng, thực quản. Hiện nay, ung thư đường tiêu hóa đang là một trong số những bệnh ung thư có số ca mắc nhiều ở Việt Nam. Bệnh có liên quan đến chế độ ăn uống, thường xuất hiện ở những người ăn nhiều loại thịt đã qua chế biến, tẩm ướp. Nhất là trong việc làm mắm này, làm các cái muối dưa này của mình, thì khi mình ăn vào, mình trộn thực phẩm đó, nó trộn với chất nhầy trong thực quản, nó tạo thành một cái chất là chất nitrosamin, thì nó sẽ gây ung thư. Ung thư cũng có nguyên nhân từ thực phẩm, là còn giống như tôi nói, nhưng mà nó khác. Bệnh ung thư là bệnh mãn tính, nó khác với những cái bệnh khác, là ví dụ mình ăn một cái thứ gì độc hại, mình nhiễm bẩn thì mình bị tiêu chảy, hay là mình có bị nôn, rồi là mình mệt mỏi nhiễm độc chẳng hạn. Nhưng mà cái ung thư thì là khác, nó ăn những cái thứ vào nó chỉ tác động gián tiếp, và về lâu về dài nó mới sinh ung thư thôi. Ví dụ như là mình uống rượu và hút thuốc lá chẳng hạn, về lâu về dài nó sinh ung thư thực quản. Rồi mình ăn uống hay kia những cái chất có mắm muối, mắm tôm gây viêm dạ dày lâu ngày thì nó gây ung thư dạ dày. Hiện nay thì ung thư dạ dày cũng như là các bệnh ung thư khác thì tỷ lệ mắc đang gia tăng. Hiện tại thì ung thư dạ dày tại Việt Nam thì đứng thứ hàng thứ 3 ở nam giới về tỷ lệ mắc cũng như tỷ lệ tử vong, và ở nữ giới thì là đứng hàng thứ 5 về tỷ lệ mắc và đứng hàng thứ 4 về tỷ lệ tử vong. Một trong những nguyên nhân hàng đầu thì là chủ yếu là do các yếu tố về môi trường như là chế độ dinh dưỡng, chế độ ăn uống, và thường thì biểu hiện của bệnh thì thường là các triệu chứng mờ nhạt không điển hình. Do đó thì phần lớn các bệnh nhân đến đây ở giai đoạn muộn, do đó thì lượng bệnh nhân điều trị tại khoa cũng khá là đông.
giai đoạn muộn. Bác sĩ có thể phân tích rõ hơn một chút về cái nguyên nhân, bác sĩ vừa nói là về cái do cái môi trường sống và cái thói quen ăn uống ạ. Bác sĩ có thể phân tích rõ hơn nó tác động như nào đến cái việc ung thư dạ dày? Nguyên nhân dạ dày thì do rất là nhiều yếu tố, đặc biệt là yếu tố môi trường, chế độ dinh dưỡng của người Việt Nam, thì do thói quen dùng những cái thực phẩm ướp muối, như đặc biệt là tận dụng những cái thức ăn như là dưa muối, cà khú hoặc là đồ ướp muối, và thêm vào đó nữa thì là tỷ lệ nhiễm HP ở người Việt Nam rất là cao, sau đó là tỷ lệ mắc cũng khá là cao. Và một phần lớn là các bệnh nhân thì khi mà có triệu chứng thì thường là không để ý, không đi khám kịp thời và điều trị thì cũng không đến nơi đến chốn, đặc biệt là những người nhiễm HP. Do đó mà khi mà bệnh đã ở giai đoạn muộn, đã các triệu chứng đã rõ ràng thì người ta mới đến khám. Để giảm nguy cơ gây ung thư, các chuyên gia khuyến cáo ăn nhiều rau quả tươi hàng ngày, giảm chất béo, ăn thịt cá nạc là chính, nên thay mỡ động vật bằng dầu thực vật, dùng ít thức ăn ướp mặn. Các thức ăn bảo quản lâu bằng cách hun khói, ướp muối, ngâm giấm đều không tốt. Hạn chế uống rượu và đặc biệt không để tăng cân quá mức. Đối với lại người dân Việt Nam thì do cái thói quen ăn uống sinh hoạt ấy, thì mình hay ăn những cái đồ như là dưa muối rồi cà muối, thì mình tránh những cái đồ dưa khú rồi cà muối để lâu, rồi giảm bớt những thức ăn mà có ngâm tẩm ướp muối nhiều, và ăn những cái thức ăn nhiều đồ cay nóng thì cũng là những cái yếu tố mà dễ gây kích thích niêm mạc, viêm trở niêm mạc rồi thành viêm loét niêm mạc. Và những cái trường hợp mà những cái người mà đã có tiền sử viêm loét dạ dày thì mình cũng phải điều trị đến nơi đến chốn, và trong thời gian đó thì mình cũng tránh ăn những cái thức ăn có kích thích dạ dày như đã nêu trên, thì để làm tránh cái thời gian mà bị viêm nhiễm nó kéo dài thêm, điều trị thời gian sẽ ngắn lại. Vậy chúng ăn còn về sinh hoạt sống. Và một trong những lời khuyên khá quan trọng là mình cũng cố gắng là ăn đồ tươi sống, ăn nhiều thực phẩm và đặc biệt là ăn nhiều rau xanh, những cái thức ăn mà có nhiều vitamin A hoặc là vitamin C thì cũng làm tăng cái yếu tố bảo vệ niêm mạc dạ dày, giảm nguy cơ ung thư đường tiêu hóa nói chung và đường ung thư dạ dày nói riêng. Đối với lại những người mà làm việc trong những môi trường căng thẳng dễ gây áp lực cao, thì có áp lực cao thì dễ gây stress rồi dễ gây tình trạng viêm loét để tăng tiết axit dạ dày, thì mình cố gắng làm sao điều chỉnh giờ giấc sinh hoạt một cách hợp lý, ăn nghỉ đúng giờ, luyện tập thể dục, người làm việc bách khoa, tránh đi, mình có làm việc quá giờ giấc, quá giờ ăn hoặc là ngủ thì cũng ngủ muộn quá thì ảnh hưởng không tốt đến tình trạng sức khỏe.